Danh sách là gì? Xin sư cho ví dụ cụ thể một vật nào đó có danh sách và chỉ cách phân biệt. Đó. Bật cho con nhắc Vật thì làm gì có danh? danh Quý vị chỉ nghĩ cái đơn giản như vậy thôi. Danh là trạng thái tinh thần, mà sắc là các cái vật chất. Cái gì mà nó thuộc về vật chất nó là sắc, còn cái gì nó thuộc về tinh thần nó là danh. Chính bởi vì như vậy tất cả các sinh vật thì nó có danh sắc nha. Còn những cái vật thông thường như là cái búa, cái bàn, cái nhà, cái cửa, cái xe, cái cộ, nó chỉ có sắc, nó không có danh. Đơn giản như vậy thôi. Còn muốn hiểu rõ hơn, làm ơn học A Tì Đàm giùm sư. thôi, câu hỏi này cố gắng gọi vô cho nó ngon rồi.